cái gì? Bánh kem, ăn kem thì kem như thế nào? Rất là ngon đấy các bạn. Bánh kem. Hello bánh kem. Kem good job, kem kêu good job nhưng mà trong tâm trí kem chua thế chứ đi. Hái kem xong đi chơi. Em có lấy quả này đi bố. Ngọt đó. Anh vừa hái cái quả đấy ở cây nào? Quả mới ở cây nào? À đây, cây này. Cây này ạ. Cây này. Đây chính là thủ phạm ạ. Đây chính là thủ phạm. Đúng rồi, đây nè. Thủ phạm đây ạ. Cô Huệ ơi, cây này. Thủ phạm đây nè. Thủ phạm đây. Ơi. Ờ đây em có hái không? Đây này. Quay nè nè. Ăn miệng bông nhá. Đây này. Đưa bắt bắp cho nhanh cái gì. Đây này. Cây này là bắt thử vì biến xong. Cây ngon thì hái hết rồi. Con hái cái này đâu đây? Cây này. Chưa. Hả? Không nhớ. Con hái cho mà. Đó. Con nhớ con hái ở góc kia. Góc kia ra đây mà tìm.